Wow, trời, hai con cá bự chà bá. Wow, hai con cá nướng. Hai con cá bự chà bá, nhưng mà tiền nhiều quá. Tiền cũng nhiều quá. Tiền cũng chà bá luôn giờ. Wow, cái này bò beef steak hay bò là lúc lắc hay gì? Yeah, cái này là steak. Wow, thơm quá luôn á. Đẹp quá, vô anh bỏ anh rau bỏ đẹp quá. Wow, khói bốc lên nghi ngút luôn. Nghi ngút. Ăn cơm hay là ăn gì con? Đây, bốc lên nhiều đây. Đây, này nóng hổi. Mô. Đây là mắm tôm. Tôm chấm cá thôi mẹ. Không ai tay đùi ở trong tỉa, cẩn thận đâu. Còn bên kia là cái này là không cây. Nhưng mà để qua bên kia. Ngoài kia có dưa leo kìa Bình. Ngoài chỗ đĩa kia dưa leo mới lại rau sống. This spice. Rồi đưa đây. It's non spicy. Rồi. Nui. Nui. Đến ăn nui. Ông đi tiên. Nui. Đi ăn gì? Nui ăn cơm. You want spicy tiên or non spicy? Spicy beef or non spicy? Dưa ghế thì đưa qua kia ghế này. Dưa ghế thì You eat already? No, you eat this. Oh, really? You eat this too? So which one you want? Don't want to do it here. And Bobby here? Here we go. Chết, đồ ăn quá chừng ba hả? Happy New Year. Để ông mày luôn luôn khỏe mạnh. Yeah. Yeah. Lúc nào ngồi đây thêm chục năm nữa. Ớt lên giá bà ha. Ớt lên giá. You need the bowl. Ớt cũng lên giá. Ớt thì giờ nó đang bị hết ớt. Thank you. Nhiều quá không biết ăn gì luôn. Hứng đẹp gái quá. Bánh mì bên cạnh mấy muỗng? Ba muỗng. Hơn chè hả? Bánh mì bên trong. Bốn muỗng thì kia. Bốn năm muỗng đi. Lúc xíu là thêm đi. Thank you.